Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân Ma-thơ. Khi ấy, đám đông dân chúng thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm cơ nghiệp. Phúc thay ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con. Và vì thầy, họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Phúc thầy ai biết xót thương, vì họ sẽ được thương xót. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, nam nữ, quý ông bà, anh chị em, đây là một trong tám mối phúc Chúa Giêsu chúc phúc cho tất cả mỗi người chúng ta. Trong bảng các giờ kinh phụng vụ thì mối phúc này viết rõ hơn một chút. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Trong bài đọc 1 và bài đọc 2, chúng ta nghe thấy Thiên Chúa xót thương chúng ta như thế nào? Bài đọc 2, Thiên Chúa xót thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn làm nghĩa tử, được gọi Thiên Chúa là cha, là Abba. Trong khi chúng ta chỉ là thân cho bụi, còn nhiều yếu đuối thấp hèn. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa cho chúng ta được hưởng an bình thư thái trên núi thánh, là trên nước trời. Ngài sẽ thương xót, lau khô tất cả những dòng lệ, những đau khổ, những yếu đuối của mỗi người chúng ta. Nhưng còn đặt một câu hỏi ở đây. Chúa chúc phúc cho chúng ta, phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Vậy vấn đề con đặt ra là chúng ta thương người có dễ hay không? Khi mà con đang suy niệm cái bài này thì lại có một người mẹ đang mang thai đứng ở kế bên phòng thánh tìm con. Người mẹ này nói là: Cha ơi, con với mẹ của con muốn về quê, mà bây giờ con chỉ có đủ tiền mua một vé thôi, vé xe đó. Cha giúp con mua thêm vé nữa nha cha. Quý bạn chị em có ai đặt trong tình huống đó không? Chắc các cha thì cái đó nhiều lắm. Con bởi vì mới ra trường, hồi trước làm thầy không ai nói câu này hết. Phân vân bởi vì không biết cái người này chưa gặp lần nào. Mình xót thương người này có đúng phải là người này là người nghèo không? Con mới nói: chị ơi, thực sự là không phải không muốn giúp chị, nhưng mà ở trong giáo xứ có ban bác ái, bây giờ tôi mời chị ra đó để họ sẽ giúp đỡ cho chị. Nói như vậy nhưng mà lòng vẫn cứ băn khoăn, không biết là mình cái tỏ lòng thương xót có đủ chưa, chỉ như vậy đã được chưa. Tuy nhiên đối với người chúng ta chưa gặp lần nào, hay là đối với những người mà chúng ta muốn giúp đỡ thì có thể giúp chúng, cũng có thể giúp không chúng. Nhưng mà có một số những người chúng ta giúp chắc chắn sẽ tốt,
chắc chắn sẽ hữu ích. Đó chính là các linh hồn dưới luyện ngục. Tại sao con nói vậy? Thì bởi vì các linh hồn là những người rất là đau khổ, rất là cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Cách đây khoảng hơn 10 năm, trong một lần đi trại thì nấu cơm bằng bếp ga, trong lúc mọi người đang tập trung ở cái quảng trường đó để sinh hoạt, thì ở cái trại của nhà con nó bị xì ga, nó cháy tàn lan đấy. Lúc đó còn trẻ quá, trẻ người non dạ mà lại hăng hái đi ra dập cái bình ga, dập lửa bình ga. Vừa mới dập được khoảng 2 phút thì nghe một tiếng đùng rất là lớn, chân con bị lửa nó bén vô, cháy hết lông chân. Con xin lỗi, nó không có đùa ý. Cháy hết lông chân mà con nghĩ là lửa nó chỉ bén chân con có 2 giây à, mà nó đau 5-6 tuần. Nếu như các linh hồn ở dưới luyện ngục, mà linh hồn thì nhạy cảm hơn thân xác, mà cháy liên tục như vậy không phải 2 giây đâu, mà cứ từ ngày này qua ngày khác. Mà linh hồn thì bất tử, cái chân đó mà cháy thêm nó có thể là sẽ mất cảm giác thì cũng bớt đau. Nhưng mà linh hồn thì không có chết được, đau vẫn còn đó, mà lửa thì vẫn còn nguyên. Nên chắc chắn là cái nỗi đau khổ nó so với nỗi đau khổ của chân con thì nó gấp ngàn ngàn lần. Và vậy chúng ta giúp cho các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn là rất là chính xác, không có sợ lầm gì đâu cả. Ý thứ hai là khi chúng ta giúp đỡ cho các linh hồn là chúng ta thể hiện đức công bằng. Một cái cạnh nào đó đức công bằng được thể hiện nơi chữ hiếu. Các linh hồn ở đây không phải là những người xa lạ, mà là ông, là bà, là cha, là mẹ, là các vị tổ tiên của chúng ta. Các ngài sinh thành nuôi dưỡng ra chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài là báo hiếu đó. Chúng ta cũng xóa đi được cái tiếng ác của người Công giáo là theo đạo thì bỏ ông bà. Mình mới nói là xin ra đây dự lễ với chúng tôi xem chúng tôi có bỏ ông bà hay không. Đức công bằng ở chữ hiếu, đức công bằng còn ở chữ nghĩa. Các linh hồn ở đây cũng có thể là những người đã làm ơn làm phúc cho chúng ta, những người đã dạy dỗ chúng ta, là thầy cô, là các anh chị, là những người truyền đạt cho chúng ta những điều tốt đẹp, là những người thi ân thi nghĩa cho chúng ta. Hôm nãy con tới đây thì con cố tình nhìn thêm bên tay trái của quý bạn chị em đó, thì có mộ của cha cố An Tôn. Thực sự con không biết ngài, nhưng mà xét theo về ân nghĩa thì con thọ ơn của ngài rất là nhiều. Bởi vì theo gia đình Linh Tông đó, thì con gọi ngài là cha nội, là cha ông đó. Ngài là nghĩa phụ của con. Nếu mà mặt trực tiếp thì ngài không có dạy dỗ con điều gì cả, nhưng mà nhờ ngài con có được một cha nghĩa phụ. Hôm nay ngài lại có việc, ngài dự một cái lễ an táng của một người quen nên không thể tới đây được. Thì khi chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, khi chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn ở đây, thì một trong những người đó có thể là người đã thi ân thi nghĩa cho chúng ta một cách trực tiếp hay là một cách gián tiếp. Đức công bằng còn thể hiện ở chữ tín. Chữ tín là khi chúng ta ai nhờ chúng ta cầu nguyện, nói trời ơi chắc tôi tội lỗi lắm, cầu nguyện Chúa khó nhận lời. Ông bà anh chị em hay đi đọc kinh cầu nguyện, xin cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho linh hồn này, linh hồn khác. Chúng ta vô tình hay hữu ý chúng ta hứa, thì đây là lúc chúng ta thực hiện lời hứa đó. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn vì chữ tín. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện cho các linh hồn, ngoài việc thể hiện đức công bằng, chúng ta còn thể hiện là đức ái. Còn quay lại cái ví dụ hôm nãy con ở ngoài đất trại, nếu như mà thấy con bị nổ bình ga như vậy á, quý bạn chị em ở gần đó, quý bạn chị em có giúp con không? Hay là thôi kệ chết, không quan gì đến mình. Cả một cái những cái đất trại đó họ dừng lại 5 phút, 10 phút để họ quay lại họ giúp con.
Quý bạn chị em con nghĩ bây giờ mà con bị vậy, quý bạn chị em còn giúp, còn nhiệt tình hơn nữa. Người thì xoa dầu, người thì bưng nước, người thì cầu nguyện, người thì góp ý chuyện này chuyện kia. Chúng ta làm vì đức ái đó. Mà cái đau đớn của cái chân chút xíu à, so với cái đau đớn của các linh hồn thì rất là nhiều. Nên chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta thực hiện đức ái rất là tuyệt vời. Một ý khác khi cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta làm vinh danh Chúa. Các linh hồn khi được lên thiên đàng, được những lời cầu nguyện của chúng ta mà xóa bỏ những hình phạt ở dưới luyện ngục, các ngài lên thiên đàng, các ngài sẽ trở thành những vị thánh. Và các ngài sẽ cùng với đoàn lũ các thánh đông đảo không thể đến được để ca ngợi chúc tụng Chúa, làm Chúa vui lòng, làm vinh danh Chúa. Thì cuối cùng là khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta cũng cầu nguyện cho chính ta. Khi cầu nguyện cho các linh hồn thì chúng ta phải nghĩ là các linh hồn cũng vì một chút yếu đuối, các linh hồn đang ở dưới đó khổ cực lắm. Tôi thì chắc cũng không thể tránh khỏi cái khổ cực đó, nhưng mà thôi, tôi cũng phải hy sinh hãm mình để ít ít thời gian dưới đó, ngắn ngắn cái thời gian ở dưới luyện ngục lại. Thì khi chúng ta cầu nguyện như vậy, chúng ta cũng được mời gọi hoán cải, biến đổi tâm hồn của chúng ta để chúng ta nên sống tốt hơn. Chúng ta thương xót chính bản thân của chúng ta. Và một ý nữa là khi chúng ta cầu nguyện như vậy, thì khi các linh hồn ngay từ bây giờ, các ngài mặc dù là không cầu nguyện cho mình được, cho bản thân của các ngài được, nhưng mà các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta rất là hữu hiệu. Và khi các ngài ở trên thiên đàng, được lên thiên đàng rồi, các ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện và sẽ đứng ở cửa thiên đàng để đón chúng ta vào nước trời. Chúng ta với các ngài sẽ thiết lập một tình bạn hạnh phúc mãi mãi, đời đời. Vậy, ngày hôm nay nhân thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, mời gọi quý bạn chị em chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn bằng những hy sinh, bằng những lời cầu nguyện, bằng những việc bác ái, bằng việc xin lễ, bằng tất cả những gì chúng ta có thể làm được để chúng ta giúp đỡ cho các linh hồn bớt đau khổ, để chúng ta thực hiện đức công bằng, đức ái, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi chính bản thân của chúng ta. Xin kết thúc bài chia sẻ của bạn chị em bằng các câu thơ. Phúc thay ai xót thương người, Chúa trời hứa sẽ xót thương lại nhiều. Các linh hồn sớm chưa chiều, lửa hồng luyện tội bao điều đớn đau. Đức công bằng ta giúp mau, sau làng đức ái nguyện cầu Chúa thương. Làm vinh danh Chúa tỏ tường, khi đưa được một người thương lên trời. Các linh hồn luôn gọi mời, đời đời họ sẽ không ngơi giúp mình. Amen.